Nhạc trưởng Hector Guzman và dàn nhạc HBSO vừa tái hiện những trích đoạn phim nổi tiếng thế giới trong đêm nhạc hữu nghị Việt-Mỹ tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm nhạc là sự hòa quyện giữa nét lãng mạn châu Âu với sự phóng khoáng của Mỹ, tôn vinh giá trị âm nhạc cổ điển trong các loại hình nghệ thuật hiện đại.